À, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2022 à, Cuối tuần thứ bảy rồi anh em Rất là nhanh, mình vừa mới xoay qua thôi là đã đến cuối tuần rồi à, Mình xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em xem video này của mình nhé à, Xin chúc cho mọi người và gia đình có một ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa nha anh em Sẽ tiếp tục với lại chương trình Zalo lưu ngày hôm nay Thì mình sẽ giới thiệu với lại mọi người Một cái mô hình hồ cá coi tầm cỡ khoảng một khối nha anh em Thời gian qua thì cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình về cái chi phí để mình hoàn thiện một cái mô hình hồ cá coi một khối mà mình xây thiết kế theo kiểu dẫn âm đó mọi người Nói về cái chi phí để hoàn thiện hồ một khối mà dẫn âm á nó có rất là nhiều cái chi phí tùy theo cái tiền vật tư nè Rồi cái mà anh em trang trí cái giá nó đắt hay là rẻ nữa Nhưng mà ngày hôm nay trong video này à, mình sẽ giới thiệu với lại mọi người cái mẫu hồ này là tầm cỡ khoảng một khối Và cái chi phí để mà mình hoàn thiện cái mô hình hồ một khối này nó tầm cỡ khoảng 5 triệu anh em nha à, đây là thức ăn và thuốc tím của bên em á mọi người hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này à, nếu như anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với em qua số zalo trên màn hình nhé à, hôm nay thì mình được sự đồng ý của bạn sang ở dưới vũng tàu á thì mình mời mọi người cùng với lại mình sẽ tham quan hồ của sang cũng như là mình sẽ chia sẻ một vài cái thông tin hồ của Sang nè cho mọi người tham khảo Bên cạnh đó là Sang cũng có nhờ mình giới thiệu cái hệ thấm lọc Để anh em nào hiện tại bây giờ đang có ý định chơi những cái hồ mini tầm cỡ một khối Mà mình làm theo kiểu dạng âm á Thì anh em có thể là tìm hiểu ngay chỗ cái hệ thấm lọc hồ của Sang nhé Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của Sang nè anh em Hồ này của mình chiều dài là 2m, ngang là 1 mét Và độ cao của nước hiện tại bây giờ Sang đang để là 50 như vậy là thể tích nước hồ chánh của mình á, là một khối chẳng nha anh em hồ này của mình ngày trước là sang nuôi cá bể màu rồi sau một cái thời gian sang xem kênh của mình á rồi xem kênh của một số anh em khác luôn nên là đam mê sang quyết định cải tạo hồ lại nuôi cá coi hiện tại bây giờ sang đang đi hai hút đá ba tư và một hút mặt ba tư nha anh em Sang cũng có nhờ mình gửi cái thông điệp đến mọi người, nếu mà anh em nào hiện tại bây giờ đang có ý định xe hồ mới luôn á thì cái hút đáy lại hút mặt, mọi người nên đi cái ống to ha để sau này mình tăng bơm cho nó dễ. Còn hồ của Sang do mình cải tạo lại nên là chỉ đi được ống tư thôi. Anh em thấy là xung quanh thành hồ nè, với lại trên thác á, toàn bộ đá với lại trang trí là Sang tự làm á mọi người. Anh em thấy rất là đẹp nha. Tổng kinh phí để hoàn thiện hồ giống như của Sang là tầm cỡ khoảng 5 triệu nha anh em. Ở đây là mình chưa tính tiền công nha. À, nếu mà anh em nào không biết xây á thì mọi người kêu thợ vào làm. Anh em cứ cộng thêm cái tiền công là nó sẽ ra nha. Nói chung là xe dịch tầm cỡ 1 2 triệu cũng không sao mọi người. Cái mô hình giống như của Sang thì tầm có khoảng 5 đến 7 triệu rất là hợp lý nha. Thôi bây giờ mình sẽ nhờ Sang ha, sẽ quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc để mình cùng với lại anh em xem coi là hiện tại bây giờ uh, Sang sử dụng những cái vật liệu gì và mình cái cách sắp xếp ra sao để cho mọi người cùng tham khảo luôn nha đây là hệ thống lọc hồ của sang nè anh em hai hút đá 34 và một hút mặt 34 của mình sẽ kết nối qua ngăn đầu tiên là ngăn lắng nha ngay chỗ ngăn này thì sang sử dụng chổi và G-MAT phân mình sẽ giữ để tập trung là ngay cái chỗ này là chủ yếu nha anh em ngay cái chỗ thông thì sang có để hai cái miếng mút nè ở nhà nếu mà anh em không có sử dụng thì mình có thể tận dụng làm lọc ha nước sẽ thông qua ngăn thứ hai à, ngăn thứ hai thì sử dụng là G-MAT nhưng mà mọi người chú ý cái cách mà bố trí của sang nè có nghĩa là sang sẽ để một tấm xi mat nằm ngang để mình kiểm tra cái chất lượng nước nước sạch nó dâng lên á nó sẽ thông qua ngay chỗ cái kẻ này nè đó ngay chỗ cái kẻ hở này nó qua bên ngăn bơm bơm thì hiện tại bây giờ sang đang sử dụng là hai bơm một bơm 6.000 lít trên giờ và một bơm 2.000 lít trên giờ như vậy là tổng bơm hiện tại bây giờ sang đang sử dụng là 6.000 lít trên giờ nha anh em bên ngay chỗ ngăn bơm thì sang có để luôn một cái đèn UV 30W với cái mẫu hồ một khối giống như của sang á, thì đèn UV anh em xài tầm cỡ 30W hoặc là 40W là đã ok rồi nhé do mình sử dụng chỉ có hai hút đá 34 và một hút mặt 34 nên là tổng bơm của mình là từ 6.000 đổ lại nha anh em mọi người mà xài cái bơm lớn hơn là nó sẽ bị tình trạng hụt nước bên ngăn bơm anh em bơm 4.000 lít trên giờ thì mình sẽ cho nó ra làm luồng với lại là, là lên thác nha còn có bơm 2.000 lít trên giờ thì mình sẽ cho nó lên cái lu này nè để hỗ trợ cho mình lọc nước và nước trả vào hồ chánh để mình tạo oxy luôn trong mấy cái lưu hoặc là mấy cái chum này anh em có thể là trồng trầu bà hoặc là trồng dứa ha để nó thải độc tố cho nước của mình nhưng mà mọi người nhớ nha nếu mà mình trồng những cái cây thủy sinh lọc nước này nè thì cái hàm lượng muối trong hồ của mình là anh em đưa nó về gần bằng không nha tại vì nếu mà muối nhiều quá nó làm cho cái rễ bị úng á lâu ngày nó dẫn đến cái tình trạng nước của mình cũng bị ô nhiễm và làm cho cá bị ngứa mình nha anh em thì đó là toàn bộ cái quá trình mà Sang vận hành hệ thống lọc hồ của mình đó mọi người. Đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ đi vào hoạt động được hơn một năm rồi, cá vẫn khỏe mạnh, vẫn phát triển tốt. Thì chứng tỏ một điều rằng cái bộ lọc của Sang vẫn hoạt động hiệu quả nha anh em. À bây giờ một lần nữa mình cùng với lại anh em sẽ xem lại ngay chỗ cái cách mà Sang bố trí vật liệu lọc cho hồ của mình nhé. Anh em thấy ngay chỗ ngăn lắng không? Ngay chỗ ngăn lắng đây là Sang sử dụng chổi với lại là Gmax À, mọi người có thể là thay thế cái uh, gòn đen hoặc là lưới lan cũng được nhé anh em nào hiện tại bây giờ giống như mình đang uh, muốn làm hồ nè anh em đặc biệt là anh em mới chơi á mình chưa biết là sắp xếp vật liệu lọc như thế nào nè anh em chưa biết mua những cái vật liệu gì thì mọi người cứ xem ngay chỗ cái uh, hệ thống lọc hồ của Sang rồi ngay chỗ cái cách sắp xếp á anh em mua vật liệu về rồi anh em sắp giống như vậy là ok rồi rồi sau một cái thời gian chắc chắn là sau 3 tháng hoặc là 5 tháng thì từ từ khi mà anh em quen rồi anh em dần hiểu về cái hệ thống lọc á, lúc đó mình sẽ thay đổi dần lên để giúp cho cái hệ thống lọc của mình tốt. Còn lọc của Sam đây thì đến thời điểm hiện tại bây giờ mình hoạt động hơn một năm rồi. Cá vẫn khỏe mạnh, vẫn phát triển tốt thì cái hệ thống lọc này của Sang nó đang đi vào ổn định nha mọi người ngay chỗ cái thông ngăn nè nếu mà anh em xài cái bơm lớn á, thì mọi người đi cái ba đường ống 60 hoặc là bốn đường ống 60 nha để nước nó cung cấp nó thông giữa những cái ngăn lọc với nhau nó sẽ kịp mà đừng có đi những cái ống nhỏ quá mình thấy mấy anh em xài thông lọc mà đi trong cái ngày hôm qua thì mình mới vừa mới chia sẻ cho một em trai đi cái đường thông lọc chỉ có hai ống 42 thôi nó rất là nhỏ hai ống 42 đó anh em chỉ xài cho cái bơm 3 ngàn thôi không có cái bơm nào mà nó qua được kịp nước hết nên là một trong những cái điểm lưu ý đó là thông lọc cũng rất là quan trọng nha còn khi mà anh em xài cái bơm lớn á, thì mình sẽ chia về hồ thí dụ anh em làm luồng rồi anh em xài ba kg còn anh em không xài ba kg thì mình có thể là sử dụng những cái lu hoặc là những cái chum giống như sang á rồi trong đó mình trồng thêm một ít cây để nó giúp cho mình là phát triển cái hệ vi sinh và lọc nước với lại thải độc tố nước cho hồ của mình nha cái chi phí hồ của mình thì nó dao động tầm cỡ khoảng 5 đến 7 triệu thì mình nghĩ là anh em chơi cái hồ âm giống như của sang chi phí như vậy là rất là ok rồi nha nhưng mà quan trọng nhất là cái vật tư chỗ anh em đó nha và anh em xài những cái vật liệu gì nữa nhiều khi mình mua những cái nó đắt tiền thì cái giá nó sẽ trên lệch hơn nữa nha còn mà anh em chơi những cái nó đơn giản giống như của sang thì tầm cửa khoảng đó thì mình nghĩ là chơi nó hợp lý rồi ngày hôm nay thì mình cùng với lại sang đã chia sẻ với là anh em mình một cái mô hình hồ các con một khối và đặc biệt là cái kinh phí tầm cửa khoảng 5 đến 7 triệu cho mọi người tham khảo bên cạnh đó thì sang cũng có nhờ mình chia sẻ cái thông điệp đến anh em đó nếu mà mọi người ai đang có ý định làm hồ nè chơi những cái hồ âm Mình đi cái ống âm hút đáy hút mặt á thì mọi người nên đi cái ống to một tí xíu rồi đối với lại cái hồ một khối thì mình sẽ cho anh, anh em cái đường ống luôn rồi ít nhất là anh em đi hai hút đáy 49 và một hút mặt 49 nha rồi có gì ví dụ như anh em xài cái bơm 6 ngàn hoặc là 7 ngàn mà cái lực nó hút yếu á anh em thu nó bên cái ngăn lắng còn không thì mình sử dụng cái bơm 10 ngàn thì hai hút đáy 49 và một hút mặt 49 nó cũng sẽ cung cấp nước từ ngay chỗ hồ chánh qua bên lọc của mình đủ nha nó không có bị thiếu còn thông lọc thì mọi người nên đi là 3 ống 60 hoặc là 4 ống 60 cho cái hồ một khối nha. À, thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì à, cũng đại diện cho bên kênh đó, Sang thì mình cũng cảm ơn Sang rất là nhiều đã chia sẻ hồ lên giao lưu với lại mọi người nè. Và đặc biệt là chia sẻ cái kinh phí cũng như là cái hệ thống lọc cho mọi người tham khảo. À, đại diện cho mọi người thì mình xin chúc cho Sang và gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe nè. Công việc của Sang làm việc nó ngày càng thuận lợi và phát đạt hơn nữa nha. À, nếu như mọi người xem video anh em thấy những cái mình cũng như là sang chia sẻ nó hữu ích Thì mọi người hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để anh em mình có tinh thần làm những video kế tiếp nha à, Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha Và hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp nhé